Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục đọc sách nước Mỹ lớp 5. Hôm nay mình xin học bài Có gì quý nhất của tác giả Trịnh Mạnh. Một hôm trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này cái gì quý nhất. Hùng nói: "Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thế, ai không ăn mà sống được không?" Quý và Nam cho là có lý. Nhưng đi được 10 bước, Quý vội reo lên: "Bạn Hùng nó không đúng, quý nhất phải là vàng. Mọi người chẳng thường nói, quý như vàng là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo." Nam vội tiếp ngay: "Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc." Cuộc tranh luận thật sôi nổi. Người nào cũng có lý, không ai chịu thua ai. Hôm sau, các bạn đến nhờ thầy giáo phân giải. Nghe xong, thầy mỉm cười rồi nói: "Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm. Còn thì giờ đã qua đi thì không lấy lại được. Đáng quý lắm. Nhưng lúa gạo, vàng bạc, thì giờ vẫn chưa phải là quý nhất. Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc? Ai biết đúng thì giờ? Đó chính là người lao động, các em ạ. Không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc. Nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà thôi." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.